đang ở sông Cà Rông Lô, trên quốc lộ 27 nối giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng, trên đường đi Đà Lạt. Đây là cái cầu Rồng Nô. Cảnh buổi chiều rám nắng rất là đẹp với những bè nổi trên sông. Đây có những món cá khô của người Rồng Nô rất là ngon. Đây là một đoàn quốc tế. Những du khách quốc tế đang dừng lại để tham quan. Đây là con sông Cộng Nô, rất là thoáng mát, rất là to, rộng. Rất xanh. Con sông rất rộng. Đây là con sông Cà Rông Nô. Con sông rất lớn, được chảy theo những cái thung lũng dưới những chân núi tại huyện Cà Rông Nô, huyện cuối cùng của tỉnh Đắk Lắk, trên quốc lộ 27 nối giữa Lâm Đồng và Đắk Lắk. Đây là cầu Rồng Nô. Các bạn có thể thấy là một khung cảnh rất là thoáng, rất là rộng. Và đây là đàn kênh với quầy bán cá khô nuôi trên sông Rồng Nô. Và đang ở đầu cầu sông Rồng Nô. Ở đây có những cái đặc sản, các bạn có thể thấy là rất là nhiều loại cá được nuôi trên những cái bè của sông Rồng Nô, của một cái huyện cuối cùng của tỉnh Đắk Lắk, nơi chúng ta đang trên quốc lộ 27 đi Đà Lạt tại km 75 của huyện Cà Rông Nô. Các bạn có thể thấy là đây rất là nhiều cái loại cá của những người dân, của những người đồng bào dân, những người dân ở huyện Cà Rông Nô nuôi hải sản, thủy sản ở trên con sông nước ngọt này. Đây là cá gì chị? Cá lóc. Đây là cá lóc phơi khô hả? Ừ. Đây là tẩm muối ớt phải không? À, ớt đừng cho có gùi vô. À, còn... không có tẩm ớt. Cá này là cá gì? Cá lóc nữa, cá lóc nhỏ, cá lóc bự. À, bên kia là cá lóc lớn, dạ, đây là dạ, cá lóc dạ. nhỏ. Dạ. Còn cá này, cá khô này là cá gì? Cá liềm kim. Cá gì chị? Cá liềm kim. Cá liềm kim hả? Dạ. Còn cá này? Cá lẹp. Cá lẹp hả? Cá mương. Cá lẹp đó, người kia cá lẹp, người kia cá mương. Còn cái này? Này cá sấu, cá sấu. Cá sấu hả? Dạ. Này tôm nè. Tép tôm. Có những con rút, con rút hoặc là con tôm nhỏ nè các bạn. Tôm nhỏ, tép nhỏ. Đấy, người dân ở đây gọi là tép. Người kêu tôm, người kêu tép. Rất là nhiều loại cá. Này cá. Được cá tôm, phơi khô. Cá tôm nè. Rất là ngon. Rất là nhiều loại cá lóc. Đây, con cá được làm phi lê lên. Và ớt muôn khô đó, bạn kia kìa, mấy xe đó. Đây có khoảng gần chục gian hàng ngay đầu cầu sông Cà Rông Nô và bán rất là nhiều loại cá khô. Bạn thấy đấy, rất là nhiều loại cá. Đây chủ yếu là cá lóc phơi khô. Chụp hình cho mình một tấm á. Mình cũng giao bạn mà. Tôm. Bán cá và tôm phơi khô tại sông Cà Rông Nô. Hai bên đường. Đây là những quầy bán cá khô. Làng gì? Làng 50 ký. Còn cá sấu này 50 luôn. Còn mấy cá khô nhỏ này 100. Còn đó 200. Này 200. Dạ. Còn cá lóc thì sao? Cá lóc 250. Cá lóc 250 hả? Dạ. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng những cái miếng cá lóc to
Đây là loại đại 250 ký tại sông Cà Rồng Nô. Bên cạnh sẽ có thịt cá sấu từ ướp xả phơi khô, xả và ớt. Ở đây là những con cá khô được nuôi trên sông Cà Rồng Nô. Đây, cá lóc loại to. Những quầy này quầy nào cũng bán cá khô như các bạn. Cô mình bán ở đây là bao nhiêu năm rồi cô? 9-10 năm rồi. 9-10 năm rồi. Cũng lâu rồi, bằng dưới cá hồ được lên bán. Mình là mình có bè nuôi dưới kia luôn hả cô? Bè nuôi cá, bán cá nghe ta xích đi cái một. Dạ. Cá khô mình bằng mình căng người ta bằng được đó, mình sẽ mình bán khô cái lợi thêm. Dạ. Tức là mình cân cá tươi xong còn cái này là mình sẽ mình phơi khô mình bán riêng. Cá tươi rồi mình sẽ khô mình bán lại. Dạ yeah, rồi. Kiếm lợi mình ăn. Dạ. Yeah. Mấy cô ở đây đã bán được khoảng chục năm rồi các bạn. Là cá khô, cá lóc khô và những con tép, tôm. Và cả thịt cá sấu của một quầy khác. Những quầy ở đây bán đã được khoảng 9-10 năm rồi các bạn. Đây là những chị bán hàng tại sông Cà Rồng Nô. Chị ban ngày thì thường mấy giờ là mình dọn ở đây chị? Anh hỏi em hả? Dạ yeah. Dạ có khi tùy, có khi 7 giờ, có khi 6 giờ, cũng có khi 8 giờ. Mấy giờ mình dọn vô chị? Dạ 6 giờ tối. 6 giờ tối hả? Dạ. Toàn cảnh những cái quầy bán cá khô của người dân tại huyện Cà Rồng Nô, tỉnh Đắk Lắk. Ở bên cạnh là những chú những bác đang vác nông sản từ sông lên. Những con cá lóc rất là to, được ướp, được phơi khô. Bắt đầu luôn mấy người dân bán cá ở cái ông nô đó nhìn rất là thân thiện, rất là hiền nha các bạn. Đây khách du lịch gia đình người ta dừng để mua cá khô, những con cá tại đây. Rất là nhiều du khách các tỉnh khi đi qua ngay khu vực này sẽ rất là tò mò những con cá lóc và khô rất là to như thế này. Cá nhỏ này là gọi là cá gì cô? Cá muông. Cá gì? Cá muông. Cá muông hả? Cá muông. Cá là cá muông hả? Còn đây là cá sấu. Cá muông thì bao nhiêu một cân vậy? 1 kg 100 đồng. 1 kg 100. Cá đầu. Cá lóc phơi là 1-250. Còn cá này là cá sấu là 500 hả? Dạ. Cá sấu là bao nhiêu? 500 cân hả? 500. Cá lóc anh. Cá lóc anh. Cá đuôi hồng. Cá đuôi hồng. Hả? Cá đuôi hồng. Như cọc này là bao nhiêu? Không biết cân đâu biết. Hả? Đây, du khách đang ghé để coi những cá lóc. Tư Thảo. Những cá đuôi hồng. Anh ơi, anh. Cá sấu này. Đây đều là cá lóc hết luôn. Anh hộ khô đi.
còn mày nhất mày á. Cái gì mà bà mày ngu ngu ba người tao đứa chú hai kìa. Những cái khôi cho nhỏ này là bao nhiêu một cân vậy? Cái nào? Cái này nè. 200. Cái này là gọi là cái gì? Cơm. Cái cơm hả? Còn cái này? Cái nào nữa? Cái đó 200 nữa. Là cái gì? Cá mương. Cá mương như nãy hả? Cá cắt đầu, cá không cắt đầu. À. À, chiêm ngưỡng lại lần cuối những cái con cá lóc hơi khô rất là to. Đây là những sản phẩm của những người dân nuôi trên bè trên sông Cà Rồng Nô. Đây khoảng gần chục cái gian hàng nhỏ nhỏ, 6-7 sáng dọn ra và khoảng 6 tối là dọn về. Thì khu vực sông Cà Rồng Nô rất là đẹp, du khách ra dừng để check in và chụp hình.